Xin chào cả nhà. Ngày mới chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Cạo bớt cái lông cho Long Hải á cả nhà ơi, coi nè, lông của em nó nhiều quá. Cạo đi cho ra cái lông mới nó sạch sẽ đi, lúc nào cũng nhìn nó giống như dơ vậy đó. Nên giờ mình quyết định mình cạo, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc áo vô cho em. Vui ra chỗ cho mẹ làm nó vui. Nhiều quá, nhìn cái lông nó có đó nó rít rít nó làm sao đó nè, tắm rửa hoài nó chảy ra cái lông, cho nó ra cái lông mới để nó sạch. Xưa tới giờ nó về nó bị cái lông tai nạn của nó, bây giờ mình quyết định là cạo cho nó ra lông mới, nhìn cho nó sạch sẽ sáng sủa luôn. Dài rửa đây là nó cũng ra lại ra đẹp rồi, mình chỉ khó mặc áo gì cho nó sạch sẽ cho nó. Giờ nó ốp lông nó bị ốp, để mình thay cái lông mới cho nó có bộ ông mới cho bị nhìn dơ quá. Cạo cho con nha, để sạch sạch thì ha con Hải ha. Cạo cho con Hải sạch sẽ con Hải. Nước mê mới vừa đáy xong cái kia, nhẹt mới vừa tháo cái tả ra, nó đáy quá trời đáy. Không đáy trong cái tả, vừa tháo cái tả ra đáy nó làm cho mình tràn nước hết, nước hết dính cái nước mâm nó luôn nè. Nếu cái tả không đáy vô trong cái tả, nó vừa tháo ra nó làm cho ướt hết cái sàn luôn. Mình phải rửa sạch sẽ mặc áo mình vô được chưa? Nào, xong là một chai nha, lập tức một chai đây là tìm mũi chi gì này, một cốc mũi nguyên tỷ xong rồi một chai là mũi nguyên tỷ liền liền hai luôn hả ha, thay liền thay mũi nguyên tỷ liền. Tưởng anh muốn đẹp trai hả, nhìn anh đi, anh có một lông mới áo mới nè, đẹp trai lắm luôn. Đó là luôn hả, chảnh ha không hả ha. Nếu là mọi người nhìn anh là chết với anh thì anh thấy em vậy chứ anh có dễ là anh vậy chứ không có đơn giản đâu nha mấy em. Có cái giá của anh mấy em hả ha, lòng hả ha, anh có cái giá của anh nha mấy em, mình có dẫn anh nha mấy em. Sạch sẽ nha con, trời lại dơ lại nó thấy luôn. Quyết định là từ bữa nay cắt cắt trừ trừ hết chứ cái dơ hoài rồi quyết định là thay cho mình cái bộ ong nhé. Lòng mới ra cho lòng mới sạch sẽ rồi thôi.
Cái tỏa thì đáy trong cái tỏa đi cho mẹ rau ra khỏi ướt mấy cái giò nè, vừa băng lấy cái tỏa ra một cái chờ nó tè với cái giò của nó ướt lên ướt lên cái này ngồi này vệ sinh rồi cho nó rồi rửa cái cho nó. Chú đàn nó dê thì cái đó sao nó cứ ố đen chỗ này hoài ra sao nó không trắng nổi chỗ này, cái này cái khúc này nó cứ nó đái ướt mép này nó đái ướt hoài nó ố trơn cái chỗ này ố lông đen ố trơn lông tất cả đá cho nó tả đi cho nó sạch. Cô chú coi coi sạch chưa, cô chú em xong rồi đó, cô chú ơi ăn xong rồi đó, cho nó sạch, cho ra lông mới cho nó sạch em, gì ra mà để nó cứ ố ố lông nó dơ quá đi, cô chú thấy không phải mập không cô chú, mập lắm.
Mẹ Dung lúc ăn xong á, Long Hải chán ăn dữ lắm luôn á, chắc không có mẹ Dung là Long Hải còn xương với da không luôn á, tại vì nó chán ăn này, nó ăn đồ ăn ngon mà có bữa trước bữa sau nó cũng không thèm nữa, chứ không phải đâu, không phải là nó ăn ăn mà ngon miệng bữa này qua bữa nọ đâu. Ngày đó Long Hải này, cô chú nhìn đi, cô chú nhìn Long Hải đi, em vợ em tròn không cô chú, là cắt cho cái em cái mập 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 cái lông mới ra cho em nó sạch, cái nhìn em dư quá, nhìn cái lông đấy nè nó bẩn không cả nhà, nó đen thui lùi cho luôn á, giờ mình cắt cho nó ra lại cái lông mới cho nó nhìn nó sạch sẽ. Làm ơn cô chú nhìn coi đẹp trai không, đẹp trai nhìn đi cô chú đi đó cô chú ơi, ngại đẹp trai chưa cô chú, đẹp trai chưa cô chú ơi, đẹp trai chưa mẹ lên ui mà bây giờ quá này đó cô chú, hãy đẹp trai chưa, trời má tắm rửa sạch sẽ đi. Ủa, rồi mỗi lần mà ảnh nó ra là nó ị ra rồi xong ha, vô ha. Cho cái cái Yên ăn trưa cái nhà ơi, cho nó ăn. Má vừa cắt tóc cho Long Hải xong rồi, giờ cho Bình Yên ăn. Xấu xa cho nó thôi chứ toàn mưa mình cũng mặc một số nhà mình lau khô xong rồi mình mặc cái áo người che nó bị lăn không có lạnh nữa cái nhà, nhưng mà mặc cái tả vô là cho nó không có đái ướt của mình nữa, mặc áo vô trời mùa mưa mà không gặp lông thì cái dương nó ẩm ướt, cái lông nó làm sao đâu, nó đen đen đái cái giò nó cái nhà cái giò nó không ta mồi. Nói chuyện á. Mồi đang nghe mà đây với cả nhà ơi. Ta mồi. Tháo mũi mà ly la con hả mũi? Thời gì mà mình mà ly la? Mà ly la nó. Ly la. Tao mũi mà ly la con hả mũi? Mũi ơi. Ly la con hả? Mà ly la. Ly la con hả mũi? Mà ly la. Xong mét dấu đúng không? Thôi mình cũng xin phép video clip tại đây, mong cả nhà coi nhá, đăng ký kênh ủng hộ cho bé Nghi nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà.